Hôm nay ngày 26 tháng 11, giá vàng thế giới quay đầu giảm do nhà đầu tư bán chốt lời. Các báo cáo về việc Israel sắp đạt được lệnh ngừng bắn với Hezbollah, cùng với việc ông Trump đề cử Scott Bessent làm bộ trưởng tài chính. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Tại thời điểm khảo sát sáng sớm ngày 26 tháng 11, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau. Giá vàng 9.999 được Doji niêm yết ở mức 84,3 triệu đồng một lượng mua vào và 85,8 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng nhẫn 9.999 giảm 1,3 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào, giảm 800.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với hôm qua. Tại công ty vàng bạc đá quý Nghi Hồng, giá vàng Nghi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 84,5, 86 triệu đồng một lượng chiều mua vào, bán ra. So với hôm qua, giá vàng miếng SJC giảm 800.000 đồng một lượng ở chiều mua vào, giảm 1 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Giá vàng SJC tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 84,6, 86,6 triệu đồng lượng ở chiều mua vào, bán ra. Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận sáng sớm hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.626 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng hôm nay giảm 3,16 so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do, vàng thế giới có giá khoảng 83,8 triệu đồng một lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 2,8 triệu đồng lượng. Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 26 tháng 11 cụ thể như sau. Xăng E5 RON 92 không quá 19.343 đồng, lít. Xăng RON 95 không quá 20.528 đồng, lít. Dầu hỏa không quá 18.921 đồng, lít. Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long ổn định. Sau nhiều phiên tăng giảm nhẹ trái chiều tuần trước, hiện gạo nàng nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng 1 kg. Gạo thơm chào giá cao dao động ở mức 20.000, 22.000 đồng 1 kg, gạo jasmine 17.000, 18.000 đồng 1 kg, gạo nàng hoa 21.500 đồng 1 kg, thơm thái hạt dài 20.000, 22.000 đồng 1 kg, gạo hương lài 22.000 đồng 1 kg. Với mặt hàng lúa, hiện giá lúa IR50.404 dao động ở mức 7.600, 7.800 đồng 1 kg. Lúa ong 5.451 ở mức 7.600, 7.800 đồng 1 kg. Lúa ong 380 dao động ở mức 7.000 đồng 1 kg. Lúa ong 18 có giá 8.500, 8.600 đồng 1 kg. Nàng hoa 9 có giá 8.400, 8.600 đồng 1 kg. Bạn thấy giá cả thị trường hôm nay như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn đăng ký kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính, bất động sản nhé.